bị dù gây xích nha các bạn. À, sao cái chiếc cua bè sao nó nằm sao. Chiếc 3600 này là chiếc chở cái thớt, chở cái thớt để mà chở cua bè. Đây là chở gốc cao su nha các bạn. Lên bánh trước xuống bánh một nha. Lên này. Tại nãy mình xuống mình hỏi quay thì anh chủ xe đó không có, nó hỏi không có cho quay nha các bạn. Còn cái anh nói nón nữa anh kêu quay đi nè. À, nhiều khi cái cảnh nó mắc lầy anh em hiểu mà. À, nó rất là mệt nha các bạn. Khi mình đăng mà cầm cuốc đào mệt lắm. Nên đó là mình tính không quay rồi nên anh đội nón anh kêu phần quay. Nó còn đùng cái chỗ cái bánh một hay sao á. Chúng ta hai cầu nha các bạn. Có hai cầu turbo luôn à. 4.000. Cô bé cũng đỡ rồi lên luôn. Thôi mình đã kết thúc đây nha các bạn. Rồi bye bye các bạn nha.